lạy thầy, thầy định rửa chân cho con ư? Chúa trả lời: thầy định rửa chân cho con. Thầy rửa cho con. Vì nếu thầy không rửa chân con thì con không được dự phần với thầy. Không dự phần với thầy. Chúa Giêsu đi khỏi bàn ăn, người lấy nước lau đổ vào chậu, cúi xuống rửa chân cho các môn đệ để làm gương yêu thương. Chúa lại gần Phêrô, và Phêrô đã thương người rằng: lạy thầy, thầy định rửa chân cho con ư? Chúa trả lời: thầy định rửa chân cho con. Thầy rửa cho con. Vì nếu thầy không rửa chân con thì con không được dự phần với thầy. Không dự phần với thầy. Việc thầy bây giờ con chưa hiểu thấu, nhưng rồi con sẽ hiểu ra thầy là Chúa quỳ giữa chân con, huống chi là anh em rửa chân cho nhau. Là anh em rửa chân cho nhau. Chân cho nhau.